trị mụn đầu đen tại nhà sạch bách từ quả chanh vài ngàn đồng. Với hai cách trị mụn đầu đen tại nhà dưới đây, nỗi lo lắng về gương mặt sần sùi mụn sẽ không còn nữa. Mụn đầu đen đáng ghét thường xuất hiện ở hai bên cánh mũi, gò má, cằm, trán là do lớp bã nhờn có trong lỗ chân lông sau một thời gian tiếp xúc với không khí bị oxy hóa chuyển thành các đốm đen khiến cho gương mặt trở nên kém sắc hơn nhiều. Nhưng bạn sẽ không còn phải lo lắng gì nữa với hai cách trị mụn đầu đen tại nhà với chanh dưới đây. Bạn hãy áp dụng hai cách dưới đây, mụn đầu đen sẽ tự chui ra mà không cần nặn. 1. Cách trị mụn đầu đen tại nhà với nước cốt chanh, sữa chua, bột yến mạch và dầu ô liu. Chuẩn bị 1 thìa canh nước cốt chanh, 3 thìa canh sữa chua, 1 thìa canh bột yến mạch và 1 thìa cà phê dầu ô liu. Cách làm: trộn đều các nguyên liệu trên thành một hỗn hợp. Sau khi rửa mặt sạch, thoa hỗn hợp này lên mũi, đồng thời kết hợp với massage nhẹ nhàng. Đợi khoảng 10 đến 20 phút thì rửa mặt lại với nước lạnh. 2. Cách trị mụn đầu đen tại nhà bằng xông hơi. Thực hiện: xông hơi mặt với nước ấm trong khoảng 2 đến 3 phút để lỗ chân lông được giãn nở ra. Vắt nước cốt chanh vào một cái chén nhỏ và tha thêm một chút nước lọc để làm loãng hỗn hợp với nước cốt chanh. Dùng bông tẩy trang thấm nước cốt chanh rồi đắp lên vùng nhiều mụn đầu đen. Dùng bông tẩy trang nhúng vào chén nước chanh rồi thoa đều lên mặt, đặc biệt chú ý phần mũi có nhiều mụn đầu đen. Để qua đêm và rửa mặt sạch vào buổi sáng ngày hôm sau. Dùng bông tẩy trang nhúng vào dung dịch, chấm lên phần mụn. Hai cách này tuy đơn giản nhưng lại có khả năng tiêu diệt tận gốc mụn đầu đen, cùng đánh bại kẻ thù không đội trời chung này nhé.